Ngày hương sắc thơm bóng nguyệt hẹn ước, chớp mắt chưa quên đêm nguyệt cạn chén. Tình ái hao gầy, lời thề đã nát vàng phai não nề. Trăng sáng nghiêng nghiêng soi người tình cũ, duyên đã đi chưa hay còn lưu trú? Đẹp nơi riêng người, nỗi buồn cứ thế thiên thu. Hoàng ai sắc phong ai bước ta mong, vẹn nguyên giấc mơ gió cuốn mây mỏng. Trầm hương khoa thơm căn phòng một mình chiều gớm, nụ cười nhạt phai sóng gió ngang vai. Hơi ấm người thương bay về lãng quên, dẫu sắc son chỉ lặng im đến vỡ nát cõi lòng. Thuyền ngược gió trôi ngang, chẳng ai thấu đêm tàn. Hỏi đến khi nào mấy ngàn hạ nơi chốn nhân gian. Vì thương đến vô vàn, tận ngàn kiếp trong mong. Ánh trăng nghẹn ngào chạm đáy giếng sâu. Tìm đi, không được bỏ sót chỗ nào. Nhảy lên. Thưa bà, chúng tôi chỉ phụng lệnh của ông Hoàng. Tránh ra, ta muốn cứu con ta. Ta cần gặp Thái Y. Ta phải đi gặp Thái Y. Đưa đi. Con buông ra, ta phải cứu con ta. Buông ra. Sao lại như vậy? Hiểu Quyên, nàng điên rồi hay sao? Chàng nói em điên à? Đúng, em điên. Em điên thật rồi. Chàng nhìn kìa, chàng nhìn Uyên Ý kìa, đứa con gái tội nghiệp bé bỏng của em. Nó bệnh bao nhiêu ngày nay rồi mà có ai để ý tới đâu. Cứu lấy con mình đi, em là mẹ chàng ơi. Em không muốn nhìn thấy con chết dần chết mòn chàng ơi. Uyên Ý là con gái của em. Nói vậy, chính ta đã giao Uyên Ý cho Nhũ Mẫu và Dung Hành chăm lo, không việc gì nữa phải bận tâm. Dạ phải, em và Nhũ Mẫu luôn để mắt đến Uyên Ý. Trẻ con thường hay bị cảm mạo và nóng sốt, xin bà chớ lo. Im đi, im hết đi. Các người nói các người quan tâm tới con của ta, mà hồi nãy khi ta vào buồn không có một ai ở bên cạnh con của ta hết. Trời ơi, em ơi, em... Đoàn Viên ơi, cứu chị Đoàn Viên ơi. Chàng ơi, con sắp chết rồi chàng ơi. Con của em. Đứng lại. Hiểu Quyên, nàng nghe đi. Nàng đã bị mất hết quyền chăm lo cho Uyên Ý. Không. Mau lập tức trở lại biệt viện cho ta. Không chàng ơi, chàng ơi, em không có lỗi gì hết. Em không có lỗi, em oan chàng ơi. Em xin chàng, chàng Uyên Ý lại cho em. Chàng ơi, em xin chàng, em xin. Chị, dạ thưa ông Hoàng. Cái gì? Dạ, công nữ.